Vâng, lời đầu tiên được cho em Sơn Đỏ xin được gửi lời chào đến toàn thể các bác y âm thanh trên mọi miền Tổ quốc. Vâng, cũng xin thưa các bác, ở trước mặt các bác đây là 100 chiếc xe đạp. Chắc nhiều người sẽ hơi hỏi em, thế em chuyển đổi sang bán xe đạp rồi à? Hoặc là sao lại bán xe đạp, sao không bán loa rồi hả? Vân vân, đúng không ạ? Chắc chắn sẽ có những người thắc mắc câu hỏi đó, đúng không ạ? Thì xin thưa các bác luôn là ngày của em là ngày âm thanh nó là ngấm trong máu rồi, cho nên là bảo chuyển đổi không có đâu. Đấy. Ngày hôm nay em xuất nhập về đây là 100 chiếc xe đạp thể thao. Đấy. Giá rất là mềm. Đấy. Em Xuân cũng không phải là tập trung để bán hóa đạp đâu ạ, mà em lấy 100 chiếc này về do đối tác của em giới thiệu. Đấy, và em lấy được một lô giá khất rất là ok. Em lấy mục đích ở đây là để đúng đến dịp hè này. Chuẩn bị đến dịp hè rồi, là dịp tất cả mọi người hay đi thể dục thể thao, con cháu người kể hè hay đi chơi á. Cho nên là hay là đầu năm mới chuẩn bị mọi người đi học, sau năm mới sẽ có xe. Thì em Xuân sẽ dành 100 xe đạp này bán cho tất cả những ai là người đã từng mua hàng của em Xuân Đúc Đỏ. Các bác nhớ nhé, những người khách hàng đã mua hàng của em Xuân Đúc Đỏ, em Xuân sẽ bán cho các bác cái lô xe đạp này giá không lấy một đồng công, hứa danh dự trước mặt các bác luôn. Em Xuân còn đây, các bác đi hỏi giá đi đâu mặc biết. Em hứa danh dự các bác là lô xe đạp này em Xuân không lấy đúng một đồng lời nào. Em Xuân bỏ ra vài trăm triệu mua một lô xe về xe vào đây. Và xin thưa các bác, em chỉ xin các bác đúng cái tiền xốp để em đóng, em gửi cho bác. Còn em Xuân hứa danh dự em Xuân sẽ không lấy bất cứ một đồng lời nào. Coi như đây là một lời tri ân gửi tất cả các bác, những ai có con em đi học, những người muốn đi tập thể dục thể thao, thì em Xuân sẽ dành cả cái lô xe này để dành cho tất cả các bác. Giá thị trường của cái xe này, giá thì bình thường chắc chắn là tầm khoảng độ trên 2 triệu đồng một chiếc. Có rẻ tầm 2 triệu đồng một chiếc, đúng không ạ? Xe rất là đẹp, bác, lát em sẽ quay cho bác xem chi tiết cái xe. Nhưng em Xuân sẽ bán cho các bác giá rất là rẻ. Những ai đã từng mua hàng của Xuân Đúc Đỏ, em sẽ bán giá chỉ hơn 1 triệu đồng. Hơn 1 triệu đồng. Dành cho tất cả các bác, những người đã từng mua hàng. Em đây là bán tri ân. Và xin thưa các bác, xe cực kỳ đẹp, có phuộc nhún, có thắng đĩa, tất cả mọi thứ cực kỳ đẹp luôn. Và ngay bây giờ đây, em sẽ mời các bác cùng xem cái xe em lắp hoàn chỉnh nhé. Đây là xe đang còn nguyên, đang trong bao, em chưa lắp. Bây giờ em sẽ lắp hoàn chỉnh một chiếc, em cho bác cùng xem nhé. Vâng, xin đây các bác, đây là cái chiếc xe mà em đã hoàn thiện và đi từ lâu rồi. Đấy, gia đình đi cả 2 tháng nay rồi. Thì bác có thấy đây, do xe hơi bẩn các bác nhé. Bởi vì xe này đi rồi nhưng mà em chưa vệ sinh, em chưa rửa mà, hơi bẩn. Thứ nhất bác có thấy là xe này nó sẽ có phuộc các bác nhé, phuộc trước. Đấy, phuộc trước này, thắng đĩa trước sau. Thắng đĩa trước sau. Đấy, lip 7 tầng các bác nhé, lip tăng được 7 tầng. Lip 7 tầng. Đấy, phía trước thì được tăng được 2 tầng, phía sau sẽ được 7 tầng. Đấy, xe này nhìn khá là thể thao luôn. Xe này cho con em đi học rất là tuyệt vời bác nhé. Tăng lít và tăng ấy ở đây. Đấy. Mọi thứ là bác nhìn thấy cái xe tổng thể khá là đẹp, khá là hầm hố. Xe này để các bác dùng cho con em đi học và rất là tiện. Hoặc là chúng ta đạp thể dục buổi chiều rất là tiện các bác nhé. Đấy, vành nhôm, rất là ok. Đấy. Đấy thì em sẽ bán tri ân các bác giá rất là rẻ. Giá bao nhiêu các bác gọi cho em nhé. Em bán rẻ thôi ạ. Bán tri ân thì nếu bác không phải loại, bởi vì em không muốn công khai giá, sợ là anh em khác đang bán xe đạp đấy, anh em bác khác đang bán xe này thì sợ là anh em bảo là phá giá thị trường nên nó rất là ngại. Bởi vì các bác biết là kênh em nó cũng khá là mọi người biết đến nơi, thì mình tăng lên một cái là nó ảnh hưởng rất là nhiều người. Cho nên là em bán tri ân thì các bác gọi cho em, giá nó rẻ lắm, chỉ hơn triệu một chút à. Em bán giá cực kỳ rẻ bác nhé. Nhanh tay sở hữu một chiếc để chúng ta lấy cái đi học và cũng như là đi thể dục buổi chiều bác nhé. Ok, liên hệ với em Xuân theo số điện thoại ở phía dưới màn hình đây, 0903 040590 các bác nhé. Xin chào.